Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn tỉnh không, à đến đây thì chắc là sẽ phải giải thích cho quý vị và các bạn một chút xíu về tỉnh không. Tỉnh không theo pháp luật Việt Nam được quy định là khu vực ở xung quanh sân bay bao gồm cả tầm rộng và tầm cao đảm bảo an toàn nhất và không có chướng ngại vật để đảm bảo an toàn bay. Và để đảm bảo an toàn tỉnh không và an toàn hàng không cho khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì Ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao điều khiển tàu bay mô hình hay là flycam drone vào khu vực sân bay. Và theo đó thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được giao phối phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao, điều khiển tàu bay mô hình flycam hay drone vào khu vực sân bay, đồng thời tuyên truyền vận động người dân nhằm chấm dứt tình trạng này. Theo cả hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, tình trạng sử dụng đèn laser chiếu cao, điều khiển tàu bay mô hình flycam drone vào khu vực sân bay gây ảnh hưởng đến tàu bay trong quá trình cất và hạ cánh, tiềm ẩn những rủi ro mất an toàn hàng không. Cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo siết quản lý hoạt động máy bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trong bán kính 8 km từ sân bay.